nếu là hoa hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim rừng cao trắng, nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu là người hãy là người vững chãi. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ nắng ra ngoài mắt bao tin tôi liền. Là hoa tôi nợ tình yêu ban sơ, mùa trái tim đắm say hoa
chất nữa. Tình yêu bao ngày mai mang tri thức hiên ngang dài hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khấp khởi. We'll be right back.